Dạ vâng, em Doanh Audio xin được mến chào tất cả chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Và hôm nay ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024, em Doanh xin phép được lên sóng giới thiệu cho mọi người 10 bộ dàn chung nhá. 10 bộ dàn chung âm thanh bãi Nhật. 10 bộ thì có hãng Aiwa này, Kenwood, Pioneer, Aiwa và Sony mọi người nhá. Đấy. Có 4 5 hãng gì đấy. Và hãng em Doanh bán ra thì có bảo hành 6 tháng. Cho anh chị em cô bác chúng ta yên tâm sử dụng. Đấy, và tình trạng thì em nói rất là kỹ lưỡng trong từng video mới nhá. Có nghĩa là em quay video nào thì em nói kỹ cái bộ đấy, giới thiệu chi tiết, tính năng cũng như là tình trạng. Đó nên là anh chị em nào mua bộ nào thì vui lòng xem kỹ video của em nhá. Đấy, rất mong là anh chị em cô bác cho em xin một lượt đăng ký kênh bằng cách là bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới nhá. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Đấy, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng em Doanh chúng ta đi vào chi tiết từng bộ một nhá. Vâng, bộ số 1 em Doanh xin giới thiệu cho mọi người là một bộ của hãng Victor mọi người nhá. Bộ mã số 1 Victor. Vâng, sau đây xin mời mọi người cùng nghe chất âm rồi em Doanh sẽ đi chi tiết về bộ dàn. Gần cao su lên đánh bass rất là êm. Và xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn mã số 1, bộ Victor. Bộ dàn thiết kế hai loa mọi người nhá. Mỗi loa 3 đường tiếng. Màng nhựa và gân là gân bằng cao su. Cao su lên đánh độ đàn hồi nó rất là tốt. Đây là hai lỗ thông hơi này. Loa đầy đủ hai lưỡi e-căng mọi người nhá. Đầy đủ hai lưỡi e-căng đây. Đây khi e-căng che vào thì che kín cả tất cả các loa luôn. Hình thức tổng thể thì mọi người nhìn video của em nhá. Này, bộ dàn có màu xám. Đẹp tầm 70-80%. Hàng xin cam kết là riêng nguyên bản, riêng tuyệt đối. Đấy, đó là về loa, và nó rất là âm ly mọi nhá. Âm ly thì bộ này đây hiện tại chúng ta nghe 3 chức năng: điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio phun tần số 108. Điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm hộ em nút AUX là chỗ đầu ngón tay em chỉ đây nhá. Có nút AUX chúng ta bấm thì màn hình sẽ hiện AUX như vậy. Chúng ta cảm giác chúng ta nghe. Tính năng đầu tiên. Thứ hai là đĩa CD. CD thì nằm bên dưới cùng đây. Chúng ta thao tác hoàn toàn phần bên dưới, không liên quan đến phần trên mọi nhá. Này, bên này là hàng ra đĩa này, bên này là vào đĩa này, có hai hàng như vậy. Ví dụ bấm ra đĩa em thao tác luôn nhá, bấm số 3 này thì khay số 3 sẽ chạy ra đấy, nó có ba khay. Khi cho vào thì mọi người bấm số 3 của em, tức là chúng ta ra số 3 chúng ta phải bấm số 3 vào mới nhá. Đấy, số 3 vào thì nó mới bắt đầu nó chạy, nguyên lý hoạt động nó như thế. Rồi, đĩa đọc rồi. Đời phiêu dạt có lại về úp mặt vào trong quê ơi, con trống ra sao như lòng mẹ chờ che con đi qua chốc bể mưa nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên má em. Đó, rất là mượt mà chân chua mọi người nhá, không có bấp báp gì cả, đĩa đọc tốt. Em xem nào, chế đĩa thì bộ này cũng hợp lý đấy. Rồi em chuyển qua chức năng thứ ba là đài, đài bấm xem nút FM, tức là ngay ở cái chính giữa cái màu xanh này mọi nhá. Kênh thì dò bằng hai nút đây, cộng trừ ngay bên dưới luôn, bên trên là cộng bên dưới là trừ nhá. Đấy, mọi người dò đúng cho em cái kênh, ví dụ kênh 103.5 này, rồi bấm lên 103.5 nhá, mọi người cứ bấm đúng như thế là được. Đây 103.5 hàng mới.
Chuẩn bị vào mùa cao điểm du lịch, thành phố biển Đà Nẵng đang nỗ lực nâng cấp điểm đến, làm mới sản phẩm và tăng cường quảng bá xúc tiến để thu hút khách trong nước và quốc tế. Trong đó, chuỗi lễ hội sự kiện sôi động hấp dẫn như lễ hội bóng đá Brazil Việt Nam, giải đua ba môn phối hợp Ironman quốc tế, đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024. Không mà cái tên nét căng luôn, nói mà như nghe AOX luôn. Đấy, nghe rất tuyệt vời. Bạn ấy rất êm nhá, có tăng giảm bass đấy mọi người này. Em quên chưa bật lên bây giờ nghe nó khác hẳn luôn. Bên góc đa nhìn đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Bật đấy nghe khác hẳn luôn mọi người nhá. Bật cái nghe trống rất là đã tai. Cái này là show, nút show là nút ta các chế độ nghe này. Rock pop jazz classic này. Để mấy cái nút này quên em mà không bấm. Để bây giờ bấm lại nghe cho mọi người nghe thử. Chiều nghiêng nắng đỏ về quê em phù sa bát ngát. Thích hơn hẳn đúng không mọi người? Nghe hay hơn hẳn. Và em đo kích thước nhá. Ở đây có tổng chiều rộng là 65, cao 29 và chiều sâu của nó là cũng tầm 30 mọi người nhá, sấp xỉ 30. Cao 30 và sấp xỉ rộng sâu cũng tầm 30. Thì cái bài màn nó hơi sọc một tí nhá. Chúng ta vừa bật lên thì nó sẽ hơi sọc, nhưng mà chúng ta để tầm một tiếng như vậy thì nó sẽ hết sọc. Đây màn hình này, nó hơi sọc nhẹ đó. Nhưng mà để chúng ta bật lâu, để lâu á, nó ấm nó nóng lên thì nó sẽ hết. Nó còn để 1-2 tiếng gì đấy thì nó lại hết cái sọc này. Không ảnh hưởng gì cả đâu mọi người nhá. Cái màn hình có âm đồ chúng ta nghe nhạc thì cái màn hình nó không quá là quan trọng. Chúng ta chủ yếu dùng các nút bấm này. Cái màn hình nó chỉ là cái nơi để nó hiện các chế độ của chúng ta thôi. Giờ bấm AUX thì nó hiện AUX. Nếu mà không có cái này thì cũng không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn nghe bình thường. Đấy, nói chung là cái đồ như đồ âm thanh thì cái màn hình này chỉ là cái phụ thôi mọi người nhé. Có thì vẫn ok, vẫn tốt thôi, nhưng mà trường hợp nó không có thì cũng không ảnh hưởng. Gọi là không ảnh hưởng chứ không phải là không cần nhá. Đấy, quan trọng là phù hợp với giá tiền. Giá rất là hợp lý mọi người nhé. Em bán giá những cái bộ như này thường thường là tụi chú là giá thu vốn hoặc là giá thanh lý. Giá rất hợp lý cho anh chị em chơi. Vâng, em quay tổng thể mặt sau nhá. Đây thùng vách loa này, thùng gỗ mọi người nhé, thùng gỗ đẹp tuyệt vời. Đây là mặt sau loa máy này, số seri là 509, mỗi loa 50W, tổng 100W mọi người nhé. Đấy, bên này seri là 118, dây anten mọi người cắm đây, OM dây anten cắm này chúng ta nghe đài, cắm cái ở giữa nha, đó cắm mình ở giữa thôi. Đây là dây 3.5 này để nghe điện thoại, TV, máy tính nha. Đây em thấy AUX này, mọi người thấy AUX chưa? Thì em nói màn hình bấm AUX thì đây cũng là AUX nhá. Nếu chúng ta cắm xuống đây thì là chúng ta bấm tab thôi, nó rất là đơn giản như vậy. Đây là cổng của cassette ra và vào. Đó. Thằng thối này, dây loa mới cắm đúng màu cho em được nhá. Đây này, màu đỏ và đen nhá. Chỗ này là dây cổng quang để vào cổng quang này. Đây cũng AUX nhưng mà đường quang rồi nhá. Đây là cổng quang. Này chúng ta cắm dây quang học vào đây. Dây của TV đấy mọi người. Đó. Xem seri của máy này, seri của máy là 4129 mọi người nhá. Đấy, còn thông số của máy là 7, công suất tiêu thụ điện là công suất tiêu thụ điện 73W. Đấy, 73W. Bộ này là đang còn một thớt mọi người ạ, đang còn thêm một thớt cassette ở trên này nữa này. Đó. Để em mọi người đợi em một chút nhá. Để em lấy em để lên cho mọi người thấy luôn. Đây mọi người nhá, em vừa mới đi lấy thêm cái thớt cassette của nó đây. Thớt này, cái này là không phải là đi liền với cái này mà nó là cái dạng thớt rời nhá. Tức là cái này rời là kiểu như họ bán rời đó mọi người. Họ bán rời để cho ai có nhu cầu mua chơi cassette ấy thì chúng ta mua về, chúng ta ghép vào dàn. Chứ còn mặc định của nó là không có đâu mọi người nhá. Mặc định của nó là không có, nhưng mà riêng món này em tặng luôn. Đó, em tặng luôn nhá, tặng cho bác nào về để đây cho đẹp cũng được. Mà không đi chơi cassette thì càng tốt. Phải có dây. Tức là nãy em quay chỗ sau em thấy chứ phần táp thì em mới nhớ là có cái phần này. À, tức là em đang còn dư một cái cục này, dư một cái thớt này luôn. Thì bác nào mà chưa cassette thì em tặng luôn, không tính tiền. Đúng ra ví dụ như hãng bán nào bán rời liên quan. Đó, giá cả thì em để góc phải màn hình đây nhá. Anh xem có bác nào mà có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ em qua Zalo. Số điện thoại của em là 0976592986, em doanh nhau đi ô. Anh xin nhắc lại là cái thớt này em tặng kèm luôn nhá. Tặng kèm. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 1 để chuyển qua bộ số 2 ạ. Vâng, và mã số 2 em xin giới thiệu tất cả mọi người là một bộ của hãng Panasonic. Vâng, còn rất đẹp. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm nhé.
chừng buộc vào mối duyên lành. Thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đồng năm xưa, sớm hôm tươi trong nào khoảng đời dãi sâu, vẫn tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Vâng, phẩm rất là hay rồi nha. Và xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn mã số 2, bộ Panasonic, dàn thiết kế với hai loa. Và loa này thì lưới gắn liền nhá, nên em cũng không tiện tháo ra nữa. Người thấy đây, cái lưới này gắn liền với thân thùng rồi. Và rất là đẹp người nhá. Lưới loa không có rách, không có rách tí nào luôn. Đó, bộ dàn là mới tầm 80% trở lên người nhá. Đây là về phần loa. Ở giữa đây là lỗ, xin lỗi, ở giữa đây là âm đi này. Âm đi này, bộ này hiện tại đây chúng ta chơi 3 tính năng. Hay điện thoại, TV, máy tính, đĩa CD và đài radio full tần số 1.8 người nhá. Đấy, chính tí keo tí em tẩy đi nhá. Này, tí keo quên chưa lau chùi hết, tí em lau sạch sẽ. Còn chức năng đầu tiên điện thoại thì máy tính thì mọi người bấm cho rứt AUX này, chéo MD này. Chúng ta bấm thì màn hình sẽ hiện nhà AUX như vậy nhá. Chúng ta cảm giác chúng ta nghe. Cái này màn hình chúng ta có nhiều chế độ nháy lắm. Đấy, nháy từ dưới lên này. Đấy, rất nhiều, 4-5 chế độ nháy, tắt hẳn luôn này. Đây, em để nháy từ dưới lên nhá. Đó là cái màn hình đèn nước, display. Chức năng thứ hai là đĩa CD. CD nằm trên cùng đây mọi người nhá. CD này có 5 khay thì mày bấm xem nút open close là để ra đĩa này. Đó, ra đĩa nhá, hãy cho đĩa vào này. Cho đĩa vào thì mọi người nhìn đồng em xem nút nào ở trên đây sáng thì chúng ta bấm. Nút nào sáng có nghĩa là cái khay đấy đang ở ngoài. Rồi mọi người để chút nhá. Đấy, đọc rồi. Rất nhanh. Nghe đĩa thì em tắt bớt bát đi nhá, không cần tăng nhiều bát. Nút này nút về bát này, tăng thêm bát này. Nghe nhạc mạnh thì em mới cần bát nhiều, để trống nhiều, nhưng mà nghe đĩa CD thì không cần. Đĩa CD thì phần lời nhiều hơn. Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con trống ra sao như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua thúc bể mương, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên má em ơi. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Đó, rất là mượt mà người nhá, trơn tru mượt mà, không có vóc váp thế nào cả. Đấy, tiếp đến là phần đài radio. Radio bấm xem nút tuner. Đấy, kênh thì em dò sẵn cho mình nhá, kênh thì bấm hai nút này này, mũi tên này này. Đấy, tới và lui nhá, chúng ta dò kênh đúng với tần số này. Cái này kênh VOV2. Có Hải Phòng là chưa có trường dành cho trẻ khiếm thị, đủ ăn rồi là thành phố sẽ xây thôi. Năm nay nhà nước mình còn xuất khẩu cả gạo. Rồi ngoại lại kể về những ngày cùng gia đình nuôi dấu cách mạng. Lời cụ Hồ dạy chẳng sai chút nào. Hôm chú Bình, phó chủ tịch hội người mù huyện tới bảo gia đình làm đơn. Nó nét căng luôn, êm, không có tiếng sư, tiếng ủ nó rẻ gì cả mọi người nhá. Đấy, quay về AUX thì bấm AUX hộ em nhá. Này, nút ngoài cùng rồi này. Bác này đánh rất là êm nhá, tăng thêm bát. Chơi nhạc mạnh thì chúng ta tăng thêm bát. Rồi, đấy là về phần loa máy, loa kích thước này. Bộ này có tổng chiều rộng là 70, cao 35 và chiều sâu của nó là tầm cũng 34-35 rồi nhá. Đó là về phần kích thước. Em quay tổng thấy thùng vách. Đây, loa máy đẹp nhá, thùng gỗ này. Thùng gỗ vuông thành sắc cạnh này. Đây là mặt sau nhá. Mặt sau cái chỗ này dây anten thì em test xong rồi em tháo ra nhá. Cắm xem cái trên cùng, một đoạn dây điện cắm trên cùng. Đây dây 3.5 để nghe điện thoại, TV và máy tính đây. Đó. Đây là loa này, thùng vách thì quá đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh. Đó, vuông thành sắc cạnh, thông số của loa rồi nhá. Mỗi thùng 100W, series là 1120, 100W, chiều kháng 6 ohm, 1120. Loa bên này cũng đẹp như vậy luôn mọi người nhá. Đó, cũng đẹp như vậy. Series là 1120, công suất 100W một thùng. Máy có số series. Máy thì nó mờ mất rồi. Nó mờ là con hiện chữ 72 cuối cùng nhá. Số series 72 nó mờ mất tí thôi. Loa máy đẹp này. Dây loa cắm đúng màu cho em được nhá. Đỏ sang đỏ và đen sang đen. Đó, loa này mới luôn mọi người nha, mặt sau của nó rất là mới này, đẹp này. Không có han rỉ gì cả nhá.
Đấy, và cuối cùng là giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em. Số điện thoại của em cũng là số Zalo 0976592986, em dành nhau đi ô. Vâng, và bộ này là bộ số 2 mọi người nhá. Bộ này là bộ số 2. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 2 để chuyển qua bộ số 3. Vâng, và bộ số 3 em xin giới thiệu cho mọi người, đó là một bộ của hãng Pioneer. Vâng, và sau đây xin mời mọi người cùng nghe set âm rồi em sẽ đi chi tiết về bộ dàn nhé. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông. Ba bộ Pioneer, bộ dàn thiết kế hai loa, mỗi loa 2 đường tiếng và cái lưới này thì gắn liền nên là em không tháo ra mọi người nhá, không cậy ra nữa. Xin cam kết là hàng riêng nguyên bản, riêng tuyệt đối. Đấy, hình thức tổng thể bộ dàn còn rất là đẹp mọi người nhá, màu đen, đẹp 70-80%. Đấy, loa lưới không có vết rách nào mọi người nhá, đang rất là lành lặn. Đấy, mặt mũi này, để em quay trực tiếp lên nhá. Đấy, chức năng thì bộ này đây chúng ta chơi hai chức năng của em: điện thoại, TV, máy tính và nghe đài radio full tần số 1.8. Tại điện thoại, TV, máy tính thì mọi người bấm cho em nút MD gạch chéo CD2 thì màn hình hiện như vậy nhá, MD gạch chéo CD2. Chúng ta cảm giác chúng ta nghe thôi, rất là dễ dùng. Tính năng thứ hai là đài radio, radio mày bấm cho em nút FM nhá, bấm thằng FM này. Đấy thì màn hình hiện như tuner. Đấy, kênh thì dò cho em bằng cách là bấm nút hai nút cộng trừ đây nhá. Đây cộng và trừ này, này lui này, cái cộng là tiến này. Đấy, kênh VOV2 này 103.5 này. Vừa rồi là bài dân ca quan họ Chuông vàng gác cửa tam quan. Nghe rất là ấm êm. Do Thúc Hà Nam nữ trình bày. Em là Đức Công ở tổ 7 của phường Nguyễn Nghị, thành phố Hòa Bình ạ. Hôm nay gọi điện đến dân ca thì em muốn nhờ các anh chị là cho em nghe lại một bản nhạc cải lương do nghệ sĩ Tiên Sinh thể hiện ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã liên lạc với chương trình. Bây giờ chúng tôi xin mời bạn Công và quý vị cùng lắng nghe nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh độc tấu bài vọng cổ bằng cây đàn guitar Hawaii mà ông yêu quý. Rất là hay, nghe đài rất là thích mọi người ạ, êm ấm, rất là nét, lời rất là sáng. Đấy, em đo kích thước nha, bộ này có tổng chiều rộng là 60, gần 60, cao 28 và chiều sâu tổng của nó tầm 32 mọi người nhá. Đây là về phần kích thước, đang phần đài em đấy luôn nhá. Âm đài nó chất nó mộc mạc như thế đấy, nó không như những cái nhạc hiện đại bây giờ, nhạc đài đấy. Em quay tổng thấy tùng vách này, tùng loa máy này, tùng gỗ mình nhá, tùng gỗ loa máy còn rất là đẹp này, mặt sau này loa thì vuông thành sắc cạnh, còn giọng nhạc nhiều quá. Đây vuông thành sắc cạnh nhá. Số seri là 83, mỗi loa công suất 35W, tổng công suất bộ này là 70, cửa kháng 6 ohm. Đấy, loa máy thì đẹp tuyệt vời, loa đời này thì cũng không có khuyết điểm gì cả vì nó vuông thành sát cạnh. Seri cũng 33, seri 33, bộ này cũng 33 rồi nhá. Đây số 3 đấy, em cứ nhầm 8, số là 33, bên kia 33, bên này 33. Dây loa thì cứ cắm đúng cho em nhá, đỏ đen thì sang loa cũng đỏ đen nhá, đỏ đen cứ đúng màu. Dây 3.5 cắm ở đây. Đấy, như cái này em nói là MD gạch chéo CD2 đây là cái nút này, còn mấy cái này không phải cắm đâu mọi nhá, không sút thôi. Cái này cổng anten này, anten cắm cho em cái trong cùng nhá, chỉ cần cắm một đoạn dây này thôi, cắm cái trong cùng của em nó có 4 cái. Đấy, máy có số seri là 190NC, công suất tiêu thụ điện 138W các bạn nhá, N 190NC. Đấy, seri
máy sau rất là đẹp ở trên này đó. Mua thành xác cạnh mọi người nhá. Và giá cả đẹp để công khai ở góc phải màn hình đây. Anh chị em ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ em nhá. Zalo 0976592986 em dành nhau đi ô. Đấy, bát con này nó rất là êm. Đây là hai lỗ thông hơi này. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 3 để chuyển qua bộ số 4 ạ. Vâng, và bộ số 4 em dành xin giới thiệu cho mọi người. Đây là một bộ của hãng Kenwood mọi người nhá, rất là đẹp. Và đánh bát rất là hay. Và xin mời mọi người nghe chất âm nhá. Rất là hay mọi người nhá, càng đét. Và xin giới thiệu cho mọi người mã số 4 bộ Kenwood, bộ dàn thiết kế với hai loa, mỗi loa 3 đường tiếng mọi người nhá. Màng giấy và gân là gân cao su. Cao su đánh bát cực kỳ êm và căng. Đây lỗ thông hơi. Loa đang đầy đủ hai cái lưới dây căng mọi người nhá. Hai lưới dây căng che loa. Đây, khi che vào thì nó để trống một cái lỗ thông hơi. Thế thôi. Rất là gọn gàng. Đấy là về phần loa, bộ dàn thì có màu xám nhá, màu xám. Một sáng mà độ mới bộ này tầm 80% trở lên. Đó, em quay thu trực tiếp đây, mọi người cũng hình dung được nha. Đó. Rất là âm ly mọi người nhá. Âm ly thì hiện tại chơi hai tính năng. Điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108. Điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm cho em nút input này, màu đen đen bên dưới, ngay bên dưới nút volume. Chúng ta bấm khi nào mà để nhìn chữ AUX là chúng ta cảm giác phía sau nghe nhá. Đây này, em bấm thử này. Đó, chúng ta bấm này. Đây, AUX. Đấy, còn đây có màn đèn nháy cũng rất là đẹp. Chúng ta có thể tùy chỉnh được nhá. Đó, các chế độ nháy mọi người nhá. Đấy, tên xuống này. Rất nhiều chế độ, 5-6 chế độ gì đấy. Chúng ta chơi chế độ gì chúng ta để chế độ đấy của em. Tính năng thứ hai là radio. Radio thì mọi người cũng bấm nút input của em. Chúng ta bấm khi nào mà hiện chữ FM này. FM nhá, chúng ta bấm hai nút này rồi kênh của em này. Đấy, kênh là kênh bấm giữ nó tự chạy cũng được nhá. Nếu mà sóng căng, khỏe thì nó sẽ tự dừng. Bắt được nó sẽ tự dừng. Còn không thì chúng ta phải tự bấm thôi. Đó, con này tự dừng này, tức là sóng chỗ em là bắt đang rất là ổn đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân bắt được cái là kênh nó tự dừng luôn. Xác nhận chị Nông Thị Tần là công chức lao động thương binh và xã hội của phường. Tuy nhiên, nữ cán bộ này đang làm thêm công việc cộng tác viên cho một đơn vị kinh doanh bảo hiểm và việc nữ cán bộ này thu tiền bảo hiểm tự nguyện của người dân hoàn toàn không qua chính quyền phường. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã sơ bộ rà soát, thống kê cho thấy chỉ từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến nay, nữ cán bộ Nông Thị Tần đã thu bảo hiểm y tế tự nguyện cả năm của 257 trường hợp với số tiền là 121 triệu đồng và nữ cán bộ này đã thừa nhận đa số. Đó, rất là hay mà nhá, nét căng luôn. Trời ơi, đáng rất. Đây là kích thước nhá. Bộ dàn này có tổng chiều rộng là 70-69 gần 70. Cao 35 và chiều sâu của nó em đo hết âm đi là tầm 34 mọi người nhá. Đó là về phần kích thước. Em quay tổng thể thùng vách này. Đây thùng gỗ mới nha. Thùng bằng gỗ đây. Còn rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Chỗ này hơi trời, hơi chảy, không biết chảy và nó bị bong một tí cái chỗ cái đề can ấy. Thì em dính keo lại. Ở trong là gỗ, còn bên ngoài là nó dán một lớp đề can để bảo vệ chống nước mọi nha. Đấy, thông số loa đây mọi người. Số series là 2769. Công suất mỗi thùng là 100W và có trở kháng 6 ohm. Đấy, loa máy thì đẹp tuyệt vời. Thùng vách này, có thể sắc cạnh này. Dây loa thì mọi người cứ đấu đúng cho em được nhá. Đổ ở đây thì sang máy chúng ta cũng đấu đổ là được. Đen vào đen. Cứ thế thôi. Đây loa bên này cũng đẹp như vậy nhá. Số series là 2769. Cũng 100W và 6 ohm. Công suất tổng 200W. Dây này dây anten mọi người nhá. Cắm cho em đây. Cắm cái tâm cùng. Cắm một đoạn dây điện này thôi. Chúng ta bắt sóng rồi. 4 cái cắm cái tâm cùng.
Còn đây dây 3.5 để cắm ngay điện thoại từ máy tính này. Mọi người trừ cái đầu tiên ra. Trừ cái đầu tiên là cắm cái này của sút điện. Chúng ta cắm hai cái bên cạnh cho em. Hai cái trong là âm thanh ra rồi nhá. Hai cái này là âm thanh vào. Đó, công suất tiêu thụ điện là 95W của cái máy. Đấy, phải chạm loa. Seri của máy là 0269. Đấy. Rất đơn giản như vậy thôi. Mọi người nhận hàng cứ đúng số seri là đúng bộ, em đăng vào đó em bán vào đấy mọi người nhá. Và cuối cùng là giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây. Mọi người để giá của em nhá. Đấy, cái này có tăng tính thêm bát này, tăng giảm bát này và các chế độ equalizer này. Đây này, mặc định sẵn rất nhiều chế độ rồi. Để chúng ta chơi dọc dẳng thì chúng ta bấm chế độ đấy thì nó sẽ rất là hợp lý, rất là hay. À, có một tính năng ẩn nữa là em cũng xin giới thiệu luôn, trường hợp cho bác nào mua thì chúng ta biết nhá. Tức là chúng ta bấm input này. À chế độ bấm mode chứ, mode mode này. Bấm khi nào mà hiện chữ input thì chúng ta xoay cái này nhá. Mặc định của nó là đế 0. Mặc định đế 0, chúng ta vặn lên cộng 3 đi. Và cộng 2 cũng được. Là âm thanh đầu vào sẽ lớn mọi người nhá. Nếu âm thanh đầu vào nhỏ thì mọi người thao tác như vậy cho em. Input là đầu vào đấy. Đế cộng 3 là to nhất mọi người nhá. Đấy và em cũng xin dừng video đây. Mời ai có nhu cầu mua liên hệ với em Zalo nhá. Số điện thoại của em là 0976592986, em dành nhau Audio. Em cũng xin dừng bộ số 4 để chuyển qua bộ số 5 ạ. Vâng, và bộ số 5 em xin giới thiệu cho mọi người là một bộ của hãng tiếp tục là Kenwood mọi người nhá. Bộ này rất là hầm hố này, đẹp. Mà xin mọi người cùng nghe Salam rồi em sẽ đi chi tiết. Bát 20. Và xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn mã số 5 bộ Kenwood. Bộ dàn thiết kế hai loa, mỗi loa 3 đường tiếng mọi người nhá. Bát 20 màng giấy và cái này gân vải còn rất là mềm mại này. Có tùng hơi. Loa đang đầy đủ hai lưới căng mọi người nhá. Em để góc kia. Đó, em để góc kia loa lưới đẹp. Không có rách. Để hơi xa này cùng với nào. Xa mọi người nhá. Đây. Bữa cho anh chị em xem đây. Hai cái nhá. Không có rách lưới. Đó, xe kín và lỗ thông hơi. Đây là hai lưỡi dây cao. Con này đánh nhạc remix no top thì khỏi nói bàn anh chị em ạ, nghe rất là đã tai. Đây, loa nhìn rất là mố người nhá, rất là ngầu. Dàn có màu xám người nhá, màu xám độ mới tầm 70-80%. Đó là phần loa, còn âm ly thì chúng ta chơi hai tính năng không em nhá. Điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108. Chức năng giống y chang con số 4 vừa rồi. Đấy. Điện thoại trên máy tính thì mọi người bấm hoa em nó input này. Chúng ta bấm cái nào mà để hiện chữ AUX thì chúng ta dừng lại và cảm giác 3.5 phía sau để chúng ta nghe điện thoại trên máy tính bằng cổng 3.5 nhá. Còn bấm thêm một cái nó digital, cái này cổng quang của TV thông minh. Cái này thứ hai là đài ta radio này. Radio thì mà bấm hẹn khi nào mà tuner thì mọi người dừng cho em nhá. Kênh thì đây, FM 103.5 là kênh VOV2. Chúng ta dò kênh thì bấm hai cái này của em này. Chúng ta ví dụ mà muốn bấm tự dò thì chúng ta chỉ cần giữ lấy khoảng 2 giây thôi. Em thử này. Đó. Giữ 2 giây nhá. Bắt được kênh nếu mà sóng khỏe thì bắt được nó sẽ tự dừng. Nhạc. Đó em test cho mọi người thấy nha, nét căng. Không có tiếng sôi gì luôn. Nghe rất là hay. Chơi chuyển qua AUX đi. AUX mọi người nha. Và nó trống của nó đánh rất là đã tài. Đây nó kích thước nhá. Con này có tổng chiều rộng là 70. Cao 34 và chiều sâu của nó cũng tầm khoảng 34 mọi người nhá. Tính hết âm ly. Em có
bê tông thể thùng vách này, bốn thành sát cạnh này, thùng gỗ rồi nhá, thùng bằng gỗ. Đây là phần mặt sau, đây mặt sau loa nhá, loa đẹp này mọi người nhìn này, thùng vách của nó này, công suất của nó là 100W một thùng, chở khá 6 ôm, số seri là 0965 rồi nhá, số seri. Còn của âm đi, bên này thì nó bong mất, bên này nó bị bong mất. Này, nhưng mà thông số thì bên này may là bên này vẫn đang quạt để chúng ta có thể biết được 100W 6 ôm, còn seri bên này thì cũng giống bên kia. Đây là dây 3.5 này, à, xin lỗi, đây là dây đài radio cắm cho em cái trên cùng nhá, chúng ta cắm để bắt sóng thôi. Đây là dây 3.5 này để nghe điện thoại trên máy tính, mọi người thấy AUX chưa? Đó, nghe AUX. Bên dưới cùng này là cổng quang rồi nhá, dưới cùng cổng quang. Máy có số seri là 1565 và công suất máy là 105W. Từ thủ điện. Đây dây loa người này, đấu đúng màu của em nhá. Đây màu đỏ này, đỏ thì cũng sang đỏ, đen sang đen này. Đấy, đây là cổng súp, súp ra nhé, cổng súp điện. Thật tổng thể về bộ sàn, mặt trước, mặt sau, âm thanh, chức năng giới thiệu rất là chi tiết mọi người nhá. Đấy, và cuối cùng là giá cả thì em để ở góc phải màn hình đây. Anh chị em ai có nhu cầu về sản phẩm thì liên hệ với em nhá. Số điện thoại của em cũng là số Zalo luôn, 0976592986, em dành nhiều điều. Chỗ này mọi người thấy có cái cổ cassette đó, nhưng mà lâu ngày giờ cũ loa nó mục phết rồi. Đấy, bác nào mà chơi thì để em kiểm tra nghiên cứu lại xem có làm được không nhá. Nếu làm được thì báo. Thường thường làm thì tầm có 100-150 gì đấy. Đồ đạc với lại cửa công. Đấy, vâng, em cũng xin dừng bộ số 5 tại đây để chuyển qua bộ số 6 mọi người nhá. Vâng, mã số 6 em xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn Aiwa. Vâng, và sau đây xin mời mọi người cùng nghe chất âm rồi em sẽ đi chi tiết về bộ dàn. Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia, ôi mái đỗ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi bươm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tôi đời. Vâng, rất là hay mọi người nha, phần lời của nó tuyệt vời. Vâng, xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn mã số 6 bộ Aiwa. Bộ dàn thiết kế hai loa và mỗi loa hai đường tiếng mọi người nhá. Này lưới gắn liền nên em cũng không tháo nữa. Đấy, hình thức thì mọi người nhìn video của em. Đấy, bộ này đây, hiện tại đây chúng ta chơi 3 chức năng: điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio full tần số 108 mọi người nhá. Đấy, điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm hoặc em nút video và chéo AUX đây. Bấm màn hình sẽ hiện chữ video như vậy. Chúng ta cắm đắp phía sau để nghe nhá. Đó là tính năng đầu tiên. Thứ hai là đĩa CD. CD thì nằm ở trên cùng đây. Bộ này có 3 khay. CD3 đây, 3 khay CD mọi người nhá. Đó. Có 3 khay CD. Đấy, bấm ra đĩa bằng cách bấm nút này mọi người nhá. Đấy, rồi bây giờ cho đĩa vào này. Nghe CD thì chuyển sang phần CD của em, sau đấy chúng ta ấn vào. Đấy, anh chị em nào mà chơi CD thì em thao tác như này, anh chị em nhìn kỹ và sau này thao tác theo nhá. Nếu có mua bộ dàn thì chúng ta thao tác theo. Đây. 9 bài này, 54 phút 32 giây, bấm cho em nút play đây nhá. Rồi, đọc đĩa rồi. Đời phiêu dạt có lại về úp mặt vào trong quê. Ơi con trống ra sao như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua chốc bể mương. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên mây.
hay mọi người nhá, mượt mà không có bóp váp gì cả, đĩa đọc rất tốt. Đây nó hơi kẻ tí, mọi người kéo ra hộ em nhá, vì là cái dây cụt hòa nó theo năm tháng này nó cũng yếu dần đi. Rồi. Chuyển qua đài tuner chức năng thứ ba. Đây kênh thì em dò sẵn rồi nhá, dò thì bấm hai nút này hộ em này, tới và lui này, đó, cái này kênh VOV2. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Một. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nghe rất là hay mọi người, đài nghe con này rất tuyệt vời, nghe rất là êm, êm ấm. Chúng ta có tăng giảm bass đấy mọi người nhá, nút này thế bass, anh xem nào mà cần bass nhiều thì bấm cái này của em. Và chúng ta có các chế độ rock pop jazz classic đây, cái này là equalizer nhà sản xuất đã mặc định sẵn rồi, tức là chế độ nhiều tép này, nhiều bass này hoặc là trung bình đấy là đều có ở đây cả nhá. Đó, không thiết kế nút bấm nhưng mà họ mặc định sẵn rồi để chúng ta gọi là những cái gì mà nhiều tép và hay nhất cho cái dòng nhạc đấy. Ví dụ mà dòng nhạc nhẹ mà cái này chế độ này hay nhất thì người ta đã căn chỉnh cho chuẩn rồi, chúng ta chỉ cần bấm thôi. Đấy, như thế mọi người nhá. Em bấm kích thước này. Cái này có tổng chiều rộng là 72, cao 34 và chiều sâu của nó là cũng tầm 34-35 mọi người nhá. Cái phần kích thước. Đây em quay mặt sau tổng thùng quách này. Đây, vuông thành sắc cạnh nhá, đẹp này. Tủ gỗ. Để em tháo dây anten ra. Đây dây anten cắm ở dưới cùng hộ em nhá. Cái này cắm một đoạn dây điện thôi. Đây loa thông à, loa này nó bóng mất cái lớp cái tem rồi. Đây mọi người nhìn này, thùng vách quá là đẹp luôn mọi người nhá. Vuông thành sắc cạnh này. Không có ngấm nước bể nở gì cả. Dây loa thì có màu trắng và màu đen. Trắng là dương mọi người nhá, đen là âm. Thì màu trắng mọi người cắm cho em sang đỏ. Sắc đỏ nhá. Còn đen thì cắm sắc đen. Đây, chỗ này cắm sắc 3.5 này, để điện thoại TV máy tính này. Đó, thông số seri. Đây là seri của máy này. Em xem số máy nào. 002 mọi người nhá. Seri là 002. Loa này cũng đẹp như vậy luôn mọi người nhá. Này tuyệt vời đẹp luôn này. Đó, góc cạnh rất là đẹp. Loa thì rơi mất cái lớp cái tem rồi nhưng mà máy thì đang còn số seri. Số seri của máy là 002. Đấy mọi người lưu ý của em cái đấy. Và giá cả thì em để ở góc phải màn hình đây. Mọi người ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em qua Zalo nhá. 0976592986 em doanh nhau đi ô. Cái này có phần cassette nữa nhưng mà theo 5 tháng thì nó cũng bị mục dây cu loa rồi. Đấy mục dây cu loa rồi. Vâng, em cũng xin dừng bộ số 6 để chuyển qua bộ số 7 ạ. Vâng, và bộ số 8. À xin lỗi, bộ số 7. Bộ số 7 em xin giới thiệu cho mọi người, đó là bộ của hãng Aiwa mọi người nhá. Cái này bass nghe thì rất là hay, tuyệt vời, rất căng. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm. Rồi em đi chi tiết từ bộ dàn. Vâng, xin giới thiệu tới mọi người bộ dàn Aiwa. Bộ dàn thiết kế hai loa và mỗi thân thùng loa này bao gồm 4 loa mọi người nhá. Có một loa tép phụ, trung phụ. Rồi tí em sẽ quay phía sau và em giới thiệu chi tiết thêm. Đây, loa màng bass thì có màng giấy và gân vải mọi người nhá, gân vải. Còn khá là đẹp bộ dàn. Đẹp phải 80% trở lên mọi người nhá. Đấy, xin nguyên bản, xin cam kết. Loa thì đang đầy đủ hai cái lưới dây căng. Đây, đang đầy đủ lưới dây căng mọi người nhá. Che cái loa. Này lưới thì che loa bass thôi. Vì là loa bên trên này thì bảo vệ ở lớp lưới sắt rồi. Đó, che loa bass thôi. Mấy cái loa trên thì có lớp lưới sắt bảo vệ rồi, rất là an toàn rồi. Đó là về phần loa mọi nhá. Còn nó rất là âm ly thì bộ này chạy full tính năng, tức là nó có tính năng gì thì nó tất cả đều là chạy mọi nhá. Đầu tiên là điện thoại thì vì máy tính, bấm xem đến video và chéo AUX này, nó sáng màu đỏ nhá, còn lại chưa sáng này đang màu xanh. Đèn đó rất là đẹp, vì chúng ta dùng buổi tối là
rất là thuận tiện này. Đó, video cảnh sao ấy cho mọi nhá. Đèn quắc nháy rất đẹp này. Có chỉnh trực tiếp bát tép hai nút này. Đây bát này. Đó, tăng giảm bát. Vâng, nút chỉnh bát tép đây các bác nhá. Em vừa bấm nhầm cái điện thoại nó tắt mất, phải bấm lại. Đây, nút bát và nút tép đây. Em quay sát em bấm cho mọi người thấy này. Mọi người nhìn màn hình nó chỗ góc này này. Đấy, mọi người chắc em bấm nó hiện các nấc chưa? Đấy, là chế độ tăng giảm bát tép rồi nhá. Để cho bác nào mà nhu cầu mà thích hay căn chỉnh ấy thì bộ này đáp ứng được nhu cầu của các bác. Đấy, và các chế độ ai quay laser mặc định sẵn ở đây. Rất nhiều chế độ nhá, rock, pop, disco này, live này. Đó. Thì bên là chức năng CD, CD nằm trên cùng đây mọi người nhá. CD này có 3 khay. Và CD. Bấm ra thì bấm open close là nó chạy ra thôi. Đấy, cho đĩa vào. Chúng ta cho đĩa vào. Bấm xong phần CD của em nhá. Chúng ta chơi CD, bấm CD. Đấy, khi bấm thì mọi người thấy các nút này nó sáng lên đúng không? Đấy, nó sáng lên này. Để phục vụ cho phần CD. Đây. Cái đĩa quay báo là 9 bài và 54 phút 32 giây. Bấm xem nút play nhá. Chỉ cần bấm play là nó chạy rồi. Đấy, bắt đầu chạy rồi nha. Về úp mặt vào trong quê ơi con trống. Đây là phần đĩa CD mọi nhá. Bộ này full chức năng này, em đi giới thiệu nhanh hơn bộ khác một chút. Kiểu là hơi lâu, là hơi mất thời gian của các bác. Đấy là phần CD. Qua đài này, đài thì bấm thang cho em nút tuner nhá. Kênh thì em dò sẵn rồi đây. Kênh VOV2 đây. Rồi kênh thì bấm hộ em hai nút mũi tên nhá. Bấm hai nút mũi tên này là này, tới lui này. Đấy, bấm giữ nó tự chạy mọi nhá. Bây giờ bấm giữ này. Nó tự chạy. Đấy, bấm giữ quay lại nó tự chạy, bắt được kênh nó tự dừng. Đấy, rất là thuận tiện. Con này đài cũng rất là hay. Nét căng luôn và không có tiếng sôi ù gì đâu mọi người nhá. Chúng ta cứ cắm dây anten mà nó bắt rất tuyệt vời. Tính năng cuối cùng thứ tư đó là phần cassette. À, cassette này, hai băng này. Chúng ta bỏ cái phần mặt tờ dây xuống này. Bấm play cho em nhé. Giây phút trong đời ấy. Nói gì bằng khoang vướng chân hoài. Bấm chạy quay lại này. Cassette đấy. Con này cassette là mặc định nó chạy sẵn rồi đấy, em không phải làm. Dây đang tốt nên là em không phải làm. Bên này đúng không? Tiếng ở bên này. Trong đời ấy. Nói gì bằng khoang vướng chân hoài. Đó đang chạy cả hai các bác nhá. Đĩa này đĩa em tự thâu nên là âm nó nghe không được hay. Nên em tự bó vào dàn em thâu nên là nhà không chuyên nghiệp. Chỉ gọi là nghe để tạm biết như vậy thôi. Chứ em thì không đam mê cái phần cassette này, cũng không siêu tâm. Rồi em chuyển qua phần video. Ui chà, quên chưa bật nhỏ volume. Phải đánh bắt rất là căng và nghe rất là đã tai vì có chỉnh thêm bắt dép mà. Rồi, các bác nghe cho các bác hình dung được đúng không? Thằng đét. Vâng, con này rộng 68, cao 33 và chiều sâu của nó là cũng tầm 33-34 rồi nhá. Đấy là về phần kích thước. Em quay thùng vách này. Thùng gỗ vuông thành sát cạnh nhá. Cái này bụi bẩn rồi. Em giới thiệu một chút về cái loa, tức là cái bộ này như em nói là một thùng này bao gồm 4 loa này. Tức là chúng ta cắm dây, đây dây chính của nó có cái màu trắng và màu đen. Thì bao gồm 3 loa, một loa bass và hai cái loa này. Còn cái loa phụ, đây là loa tép phụ mình nhá, tép rung phụ nhá, là cắm vào đây. Mọi người cắm vào đây, sau đó chúng ta cầu thẳng vào đây là được. Đấy, đến dự phòng thôi. Tức là dự phòng cái trường hợp nào mà không may cái tép kia nó hỏng ấy. Cái loa trung loa tép kia hỏng thì chúng ta cắm dùng cái loa này. Còn bình thường thì không cần cắm, nếu mà anh chị em nào thích lời nhiều tép nhiều thì cắm vào cũng được. Đấy, còn em thì em test thì thấy đầy đủ hết rồi nên là cũng không muốn cắm vào gì nhá. Cắm vào em thì test sống cả rồi nha mọi người nhá. Test sống 100% hết rồi. Thì có thế nào thì em báo rõ ràng. Đây đó là cái hình thức buôn bán của em, chắc anh chị em xem thì cũng hiểu được cái tính của em như thế nhá. Buôn bán rõ ràng chân thật với anh chị em.
Đấy, máy thì công suất mỗi thùng là 70. Series là 1027 này. Và bên này cũng buông thay sát cạnh và rất là đẹp mọi nha. Rất là đẹp. Cũng 70W và series là 1027. Đây có máy này. Bây giờ là anten nhá, em cắm ở dưới đây để bắt sóng này. Cắm bên dưới cùng cho em cái. Chúng ta cắm một đoạn dây thế này thôi. Một đoạn dây điện thôi. Đây dây 3.5. 3.5 có ghi là AUX đây. Cắm đây nghe điện thoại trên máy tính nhá. Cái này là volume phụ người nhá. Nếu mà phía trước chúng ta nghe nhỏ quá thì chúng ta bấm vặn thêm cái này nữa là nó to. Đây. Cái này dây loa mọi người cắm cho em này, cứ dây trắng là vào đỏ, còn dây đen là vào đen nhá. Rất đơn giản như vậy thôi. Đây số series của máy là 5573. Công suất tiêu thụ điện là 90W, 90W. 90W của máy nhá. Đó. Đó là phần sau. Sau trước đẹp cả. Rồi cuối cùng là giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây. Anh chị em ai có nhu cầu một sản phẩm thì liên hệ với em nhá, qua Zalo và số điện thoại của em là 0976592986 em doanh nhau đi ô. Đây là bộ số 7 chạy full tính năng mới nhá, cassette, radio, điện thoại, TV máy tính và đĩa CD, tất cả đều chạy. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 7 để chuyển qua bộ số 8 ạ. Vâng, bộ số 8 em doanh xin giới thiệu cho mọi người là một bộ của hãng Aiwa mọi nhá. Đây rất là hầm hố. Mọi người nghe chất âm, sau đây em đi chi tiết. Những mộng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa là bao nỗi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thoáng bay. Em dĩ vãng đôi mình được xây thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Thôi đôi mắt người xưa bao lần khắp bước bay tôi trong những đêm giận hờ. Rồi ngày tháng im trôi. Bát đánh rất là khỏe luôn. Vâng, xin giới thiệu cho mọi người bộ dàn mã số 8 của Aiwa. Dàn thiết kế với hai loa. Mỗi loa thì mỗi thân thùng này bao gồm 4 loa rồi nha. Và cũng như bộ trước là bộ này có một cái loa phụ. Gọi tắt là cái loa phụ đi. Còn chính thì vẫn là loa 3 đường tiếng. Đây 3 đường tiếng rồi. Đây 3 way bass relay. Đánh bass này rất là căng này. Bass thì gần như bass 20. Màu giấy và gân là gân vải mọi người nhá. Hai lỗ thông hơi này. Nó rất là đẹp. Bộ này đẹp phải đến 80%. Đặc biệt là loa, loa rất là nét. Mặt này gần như không có vết xước luôn, đẹp lắm. Đó là phần loa mà nhá, chức năng âm ly đây. Chức năng của này chúng ta chơi 3 tính năng của em nhá. 3 chức năng, điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio full tần số 108. Điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm hoặc em đưa AUX. AUX đây, AUX đây nhá. Cảm giác phía sau nghe rất là dễ thôi. Bấm một cái này là đế in, cái này là cổng quang. Còn AUX cổng 3.5 thông dụng, chúng ta dùng cho cả TV, cả điện thoại, cả máy tính đều được. Này con này đèn đóm thì cũng rất là sáng này, đẹp này. Hầu như các nút đều bố trí đèn hết để chúng ta dùng buổi tối rất thuận tiện luôn. Dưới này hai cục băng cassette. Cassette thì một giờ cua rồi. Cassette một giờ cua. Nó có sẵn đèn bên trong luôn nhá, đèn đỏ, đèn xanh bên trong luôn. Này các nút có đèn hết nhá. Mấy nút này bây giờ em chuyển cho qua CD cái nó có đèn liền. Mày thấy chưa? Nó sáng ngay. Còn bật chế độ khác thì nó tắt đi. Thế chúng ta sang chế độ CD thì nó sáng lên để chúng ta phải dùng cho CD. À thế. Chức năng thứ hai là CD mọi nhá, em thử CD. CD thao tác trên này của em. Bấm sang phần CD. Đấy nó sáng mới nút đây. Bấm open ra nhá. Đấy, khai đĩa ba khai. Còn này có ba khai. Chúng ta ấn vào rồi. Đây mọi người để chút nhá, ba khai nó đang đảo đằng kia để cho nó nhận đĩa. Như một khay nó ra vào nhận ngay nhưng mà ba khay nó phải xoay nữa. Nó phải xoay. Đây báo đây, 12 bài 60 phút 33 giây, bấm xem nút play này. Là chạy thôi. Đó, rất là dễ thao tác. Đấy, ví dụ nghe CD thì em không cần bass nhiều thì em có thể giảm bass đi. Bộ này có chỉnh trực tiếp bass tép, đây, bass tép đây. Buông khói gây thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình.
nét căng, không có pop vap gì cả. Tia đọc rất là tuyệt vời. Chúng ta lại ấn vào thôi, rất dễ dùng rồi nhá. Thứ ba là đài, bấm chấm tuner. Đấy, kênh thì em dò sẵn cho mình nhá. Kênh thì bấm hai nút này này, dò kênh này. Đó, bấm giữ nó tự chạy này. Cô không dám đi qua con đường này. Hôm nay, cô bất đắc dĩ mang thằng bé đến cho dì Thục Hạnh, nên cô mới quay lại đây. Cô nhìn thằng bé lần nữa, làn da trắng muốt như thiên thần, mái tóc vàng hoe đang ngủ ngon lành sau khi được dì Diễm cho uống no sữa. Đó, cắt xét đó mọi người, rất là nét. Nghe rất là êm nhá. Đấy. Em đọc kích thước này. Bộ này khá là rộng, em phải kéo thêm thước. Bộ này rộng đến 76 mọi người nhá, rộng đến 76 rồi. Cao 34, sâu 35. Đó là về phần kích thước mọi người nhá. Em quay tổng thể thùng vách này. Thùng vách bằng gỗ rồi, con này nặng trịch luôn. Rò lớn, kích thước lớn, này nó rất là nặng. Nặng cần tầm gần hơn 20 cân. Đây thùng vách phía sau đây, mỗi loa 70W và con số seri là 0211 mới nhá, 0211. Cái này cũng vậy, 0211 và 70W một thùng. Loa máy thì rất là đẹp. Đây như em nói phía trước này, nó có 4 loa. 4 loa thì cái dây dây trắng đen này, này thì nó bao gồm nó 3 loa, loa bass và hai cái loa này. Còn một cái này thì là loa phụ nhá, là cái dây này. Mọi người thích cắm vào cũng được, mà không thích cắm được, khi nào mà không may cháy cái loa kia thì cắm cái này vào dự phòng. Cắm vào thì nó thêm lời thêm tép thôi. Đấy, em thấy nói chung là nghe bao nhiêu tiếng đủ đầy đủ rồi. Đủ âm đủ bát tép rồi nên em cũng không cắm vào nữa. Đây về phần máy này. Cắm đi nhá, tháo cái này dạy cho em nhá. Tháo cái này, cắm anten dây cuối cùng. Đó. Đây cổng 3.5, cắm điện thoại đi máy tính. À vị. Đó, dây loa. Cắm trắng vào đỏ và đen vào đen. Đây dây cái này cũng quang này, cũng quang. Đây, thông số của máy đây. Hơi mờ một chút rồi nhá. 110W công suất tiêu điện nhá. Có số seri là 199 là số seri của bộ này. Rất là đẹp, mẹ hay. Vâng, và giá cả thì em để ở góc phải màn hình đây nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là Zalo của em là 0976592986, em dành nhau đi ô. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 8 để chuyển qua bộ số 9. Vâng, và bộ số 9 em xin giới thiệu cho mọi người là một bộ của hãng Sony, dòng phân khúc cao cấp đó mọi người nhá. Sony. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm. Hôm qua em đi tỉnh về, bộ dàn mã số 9, bộ Sony. Loa quá là đẹp luôn người nhá, nhìn sáng bóng. Bây giờ thiết kế hai loa, mỗi loa hai đường tiếng rồi nhá. Biệt có dòng Sony này chuyên ra hai đường tiếng, bass tép. Thanh test bass của nó thì rất là hay rồi. Như em vừa mở đây mọi người thấy bass nó đánh gọi là nói không phải nói quá nó tức ngực luôn. Đấy, tức là em bấm thêm nút tăng bass này, vừa rồi em bấm lên nó đã rất là khỏe nhá. Bây giờ em mở em tắt cho mọi người thấy này. Đấy, nó lại giảm rất nhiều. Sợ mất lòng em. Em tắt đi cái. Nghe khác hẳn. Như hôm em đi lễ chùa. Cứ mong thế cho vừa lòng. Nó mới thấy khác hẳn luôn, khác hẳn luôn. Trường hợp mà em khuyên một chút này, nếu mà muốn bật chế độ bass tăng bass mạnh này lên này, kích bass này này thì chúng ta mở volume vừa vừa thôi. Thì em mở tầm 20 thôi. Hướng đông gió nổi, bay đi ít. Chúng
ta mở tầm 20 nhá. Đây là chế độ gọi là kích bát, nó kích lên nên là bát đánh căng lắm. Nếu mà chúng ta mở quá nó ảnh hưởng đến loa. Tốt nhất là mở tầm khoảng 20 độ lại là đánh đủ nghe, rất là hay rồi. Chức năng thì bộ này chúng ta nghe hai chức năng rồi nhá, điện thoại, TV, máy tính và đĩa CD. CD nằm dưới cùng rồi nhá. Và em cái chỗ này em cũng nói kỹ một tí này, tức là cái chỗ CD thì nó bị đây cái này, cái mặt che của phần CD nhá, nó bị rơi vào cái lò xo để nó giữ cái mặt này. Thế em phải để tạm một tí cái giấy ở đây để cho nó giữ nhá. Đây, mày thấy chưa? Có cái lò xo trong đây nhưng mà nó bị rơi mất rồi. Thế em phải để tạm một tí giấy vào đây, em kêu đây cho nó đừng có rơi ra. Đó, nó cứ có gì mấy cái nói rõ ràng như vậy mọi nhá. Em lấy đi này, em một tí giấy nhá. Thế em chuyển qua CD này, CD bấm nó có 5 khay, bấm ra đĩa này. Em chuyển qua CD nhá. Đấy, bấm ra đĩa này. Mọi người đợi chút nhá, 5 khay này nó đang đảo để nó ra đĩa. Nó không như dòng một khay bấm cái ra liền đâu. Đấy. Rồi bấm số 1 nhá. Chúng ta bấm số 1 ra thì chúng ta bấm số 1 vào của em nhá. Đấy. Kê này là cho dễ nhìn. Chêm một tí giấy vào đây cho nó nhìn nó dễ nhìn thôi. Về úp mặt vào sông quê ơi, con trống ra sao như lòng mẹ chờ trẻ con đi qua chốc bể mương, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây che má em hà. Rất là mượt mà chân chu. Cái hàng dưới cùng là hàng bấm để ra đĩa mọi người nhá, còn hàng này là hàng bấm để vào. Đó, ra đĩa. Chân chu mượt mà nhá. Vào đĩa này, em kê lại tí. Mà kê như em ấy nhá. Thế thôi. Nhìn nó dễ nhìn. Và chuyển qua máy tính này. Âm thanh Sony, lâu lắm rồi có một con Sony. Hai lưới dây căng đầy đủ mọi người nhá. Hai lưới dây căng còn đầy đủ. Em đo kích thước, bộ này có tổng chiều rộng là 62, cao 35 và chiều sâu đó em đo hết âm đi, nó rơi vào tầm 40 mà nhá, bộ này độ sâu nó nhiều. Đấy, em quay thùng vách đi, thùng bằng gỗ mình nhá, bằng gỗ. Đây mặt sau đây, đây là thông số của loa, mỗi loa 100W, số seri là 0574. Đây dây loa đây. Dây loa tạm loa con này để ký hiệu bằng cái màu đen và màu xám. Thì mọi người cứ đi đúng màu cho mà được. Cứ đen màu đen màu xám nhé. Đúng màu là được. Đây loa bên này. Seri là 0573 100W trở kháng là 6Ω. Đây. 0573 nha. Loa máy thì vuông thành sắc cạnh. Rất là đẹp. Đây góc cạnh của loa đẹp, không gắm nước bể nở. Thông số của loa thì nằm dưới, thông số của máy nằm dưới đây, seri đây. Seri là 2434. Công suất tiêu thụ điện là 98W. Đó, đây mọi người nhá. 2434. Mua bán là đúng bộ mọi người nhá, quay bộ nào bán bộ đấy. Đấy và cuối cùng mà giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây. Mọi người để giá của em nhá. Đây là mã số 9, bộ Sony. Đấy, dòng Sony. Thương hiệu của nó thì chắc là ai cũng biết rồi. Không cần phải giới thiệu thêm. Vâng, ai có nhu cầu một sản phẩm thì liên hệ với em nhá. Zalo là 0976592986, em danh nhau đi ô. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 9 để chuyển qua bộ số 10 ạ. Vâng, và bộ số 10 em xin giới thiệu cho mọi người là một bộ của hãng Panasonic. Và bộ này thì phần lời hay lắm. Vâng, xin mọi người nghe chất âm nhá. Bao năm vất vả mưa nắng.
ra đời. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, anh dù giấc mộng thiên thiết. Xin giới thiệu mọi người bộ dàn mã số 10 của Panasonic. Và như mọi người đã nghe đấy, âm lời của nó rất là hay, bởi vì cái phần loa chung của nó lớn, loa chung của nó đảm nhiệm là cái phần lời mà. Phần này thể hiện phần lời mà mọi người thấy này, nó lớn như này thì phần lời nó rất là hay. Nên lúc đầu em mới nói là cái bộ này phần lời hay lắm. Đấy. Em mở lên cho mọi người nghe, chắc mọi người cũng hình dung được đúng không? Rất là hay nhá. Đó là hình thức loa ba đường tiếng rồi nhá. Đây, Panasonic. Còn khá đẹp rồi nhá, đẹp tầm khoảng 80%. Đấy, loa máy. Chức năng thì bọn này chúng ta nghe hai chức năng: điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108. Đấy, điện thoại, TV máy tính thì bấm cho em nút VCR nhá. VCR, màn hình hiện VCR như vậy. Rồi, chúng ta cắm chặt phía sau nhá. Tính năng thứ hai, đài radio. Radio thì bấm sang cho em nút tuner đi. Tuner thì ngay lập tức là các nút đấy nó sáng lên để chúng ta dùng cho đài. Đấy, dò kênh thì bấm cho em hai nút mũi tên nhá. Đây này, có một nút mũi tên xuống, mũi tên lên này, cái này tụi xuống này, cái này lên này. Đó, 103.5 kênh VOV2 mọi người nhá. Qua chủ đề này thì chúng tôi thực sự là rất là mong muốn là người lao động trước hết là nhận thức được rõ về cái đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho mình khi tại nơi làm việc. Đó, rất là hay, nét. Chuyển qua AUX này. Về miền quê xa lắm. Con này nghe bát lời quá là hay luôn, em phải công nhận mọi người như vậy. Bát thì rất là chắc, lời thì nó rất là rõ ràng. Càng đét luôn. Em bật kích thước nhá. Bộ này có tổng chiều rộng là 62, cao là sấp xỉ 30, chiều sâu của nó tầm 30 thì em tính hết đồng đi nhá. Tầm 30. Để em quay tổng thể đây, thùng vách này. Thùng gỗ mọi người nhá. Thùng gỗ mặt sau đây. Đó, loa máy này, bộ tay sắc cạnh mọi người nhá. Số series là 11197. Mỗi loa 60W. Bên này cũng vậy. Đây, loa máy này, đẹp nhá. 11947. Đấy, máy đây. Đây là dây anten mọi người nhá. Cắm xem cái từ số 2 từ trong ra. Cái này. Số 2 từ trong ra. Còn cái dây 3.5 này thì cắm xem hai cái giữa. Nó có 6 cái, cắm hai cái giữa nhá. Đấy, cái điện thoại thì máy tính nhá. Đây, vì VCR đây. Cổng này cũng vào, cổng trên này cũng ra. Đấy, dây loa thì cắm đúng màu cho em là được. Đây, dây loa bên dưới này. Cứ đúng màu đỏ sang đỏ nhá, đen sang đen. Đó, nó được đúng mấy cái dây của loa luôn. Để em xem cái series của máy nằm ở đâu. Đây, series ở góc này. Series của máy là 6249. 6249. Công suất tiêu thụ điện của máy là 82W. Đấy, loa thì có trở kháng là 4 ohm. Mỗi thùng 4 ohm. Đây, em nói rõ ràng như vậy cho anh xem nào quan tâm nhá. Vâng, và cuối cùng là giá cả thì em để ở góc phải màn hình đây. Mời người đến giá hộ em nha. Cái này có tăng giảm bát mọi người này. Đó, tăng giảm bát. Có chữ V bát này nha, em bật nó mất này đó. Bật tắt này. Đấy. Xem nào thích căn chỉnh thì bấm vào đấy. Và các chế độ equalizer mặc định sẵn ở đây rất là nhiều đây. Rock, pop, sắc, classic đây. Chúng ta chơi dòng nhạc gì chúng ta bấm với phù hợp với những cái dòng nhạc đấy. Vì cái này nhà sản xuất đã mặc định sẵn cho chúng ta rồi. Họ cài mặc định sẵn rồi. Tức là cái nhiều chế độ như là bát nhiều, bát ít này. Tép nhiều, tép ít này. Tép ít này, rồi phần lời nhiều lời ít đó như thế. Anh xem nào chơi thì chúng ta cứ bấm phù hợp với từng dòng nhạc mà chúng ta nghe nhá. Đó. Nó chuẩn hơn là chúng ta chỉnh đấy. Vì người ta căn chuẩn cái căn chỉnh trước rồi, sẵn rồi. Vâng, và ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em nhá. Zalo là 0976592986. Vâng, và đây cũng là bộ cuối cùng trong lô ngày hôm nay. Và em cũng rất là mong là anh xem cô bác là cho em xin một lượt đăng ký kênh nhá. Bằng cách là bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới. Em rồi, anh chị cảm ơn rất là nhiều. Xin kính chúc các bác gia đình thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.